bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người những mẫu gương đèn LED hiện nay đang làm mưa làm gió trên thị trường của kính Hàn Quốc khách. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy trước mặt Vân đây là mẫu gương đèn LED. Thì gương đèn LED này được nhập khẩu nguyên liệu trực tiếp từ Đức, cho nên các bạn có thể thấy khi mà chúng ta soi gương thì sẽ tạo nên một cái ánh nhìn rất là trong trẻo và thực tế. Thì điểm đặc biệt của gương này là gì? Thì đầu tiên đó là cảm ứng. Thì các bạn có thể sử dụng chế độ cảm ứng này để mà bật tắt cái đèn LED. Và hơn nữa thì các bạn có thể thấy đây, đèn LED này là đèn LED ánh sáng trắng cho chúng ta những cái hình ảnh rất là chân thực. Và cũng như là ở đây thì chúng ta có thể thay đổi được ánh sáng trắng, vàng hoặc xanh tùy theo nhu cầu và sở thích của chúng ta. Một điều các bạn có thể hoàn toàn yên tâm đó là gương đèn LED này là gương đèn LED của Samsung và có thể sử dụng hơn 3.000 giờ. Chính vì vậy sẽ tăng cái tuổi thọ cũng như là việc thoải mái cho việc sử dụng. Thì kính Bình Quốc cũng bảo hành cho tới 5 năm. Và hơn nữa, một điều điểm của kính Bình Quốc đó là sẽ chống hố cũng như là sẽ hạn chế được cái việc đó là bị mờ khi mà chúng ta sử dụng tắm và thường sẽ có hơi nước nhiều đây. Và để mà thiết kế đẹp hơn thì chúng ta cũng có thể kết hợp thêm một cái kệ gương được mạ inox như thế này ha. Kệ inox này thì sẽ là cái kệ gương để mà chúng ta có thể để thêm nhiều cục điện khác. Và ngoài ra thì chúng ta có thể là sử dụng thêm kệ đựng ly đơn, kệ đựng ly đơn hoặc là móc giấy vệ sinh, có thêm một cái móc dây bên ngoài như thế này, hoặc là một cái kệ góc đây để mà chúng ta đựng đồ, hoặc đơn giản là trang trí như thế này thôi ha. Thì ngoài ra ngoài gương trang điểm hay là gương để mà trong phòng tắm này, chúng ta sẽ còn sử dụng thêm một cái gương toàn thân. Thì gương toàn thân này sẽ rất là phù hợp với chị em phụ nữ. Vì sao? Vì thực sự là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể soi toàn thân và cũng như là có thể là sẽ mix được nhiều sản phẩm đẹp hơn. Thì ở đây gương này cũng là gương được nhập khẩu từ Đức và ở phía bên ngoài là gỗ cam xe. Đây. Khi mà nhìn kỹ thì các bạn có thể thấy những cái đường nét ở đây được gia công rất là đẹp, tạo nên tính thẩm mỹ cao. Và một điều đặc biệt nữa thì ở đằng sau sẽ có một cái đế như thế này. Thì chúng ta có thể là sẽ di chuyển cái gương này tùy theo cái nhu cầu của chúng ta, nơi mà chúng ta muốn sử dụng. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.